Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số thông tin ghi nhận khác trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn với hàng hóa trong nước, cũng như tạo đầu ra cho doanh nghiệp của Việt Nam. Để hàng Việt đến tay người tiêu dùng, thành phố Châu Đốc đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hàng hóa, dịch vụ, thương hiệu Việt, Bên cạnh đó, các hội, ban ngành, đoàn thể đã phát động các phong trào ý nghĩa như phụ nữ châu đốc, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, gia đình 503 sạch, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thanh niên Việt Nam đồng hành cùng Việt Nam. Ngoài ra, thành phố Châu Đốc cũng đã đưa các mặt hàng nông sản của địa phương như khô cá trà phòng, lạp xưởng Minh Hương, khô bò Phú Vinh, nước màu thuốc lốt, bày bán ở các siêu thị chợ cửa hàng trong và ngoài thành phố góp phần quảng bá sản phẩm và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương để tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi sử dụng hàng việt nam các cấp các ngành trong thành phố châu đốc đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm phòng chống sản xuất mua bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đưa hàng việt về nông thôn